Vụ va chạm giữa xe máy và ô tô Mercedes đang khiến dân mạng xôn xao bàn tán. Đang tầm trưa, khách thì đón anh ráo riết không để khách đợi, thành ra quyết tâm ngược đường, ngược lối và quá đen cho anh đi khi đã hôn phải em Mercedes. Có thể em là hoa khôi của tuyến đường mà anh vừa đi. Hậu quả khiến em bị bay mâm trước dở nát cả gương. Chưa định hình được những con số, anh ráo xuống ngõ ý định bắt tay anh chủ xe ô tô để đàm phán vụ này. Giải pháp trước mắt anh ráo đề cập đến là tháo tạm gương xe máy của anh để chuyển qua gương xe Mercedes. Hai bên cùng cười lớn nhưng anh chủ xe Mercedes lại không đồng ý và gọi thẳng đến một gara nào đó. Bật chế độ loa ngoài cho anh ráo nghe, mặt anh ráo đang hồng hào chuyển sang tái mét. Hiện trường vụ việc. Hai bên lại đưa nhau vào một góc nói chuyện và con số chốt được tính là 57 triệu đồng. Nhưng vì anh ráo có hoàn cảnh gì đó rất đáng thương nên chủ xe Mercedes chỉ lấy 10 triệu còn sẽ chịu số tiền 47 triệu còn lại cho chi phí sửa xe và phát sinh thêm. Đàm phán thành công nhưng không ai cười với ai câu nào. Tiền được chuyển thẳng vào tài khoản của chủ xe Mercedes nhưng có lẽ sự tiếc nuối của anh ráo vẫn còn nguyên. Thế mới bảo nhanh một phút thôi nhưng đem là mất vài chục triệu ngay, một tài khoản chia sẻ. Người ta bàn tán về cuộc thương lượng sau khi va chạm của hai chủ xe, nhất là sót số tiền mà tài xế ráo phải đền bù. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến nghiêm túc nhắc nhở tài xế ráo bỏ thói quen đi. Hơi buồn cho anh ráo nhưng sai thì phải chịu rồi. Đi làm gì miếng cơm manh áng không có nghĩa là phải đi, đi ngược chiều rồi đâm vào người ta. Ai cũng đem miếng cơm manh áng ra thì xã hội có mà loạn mất, một dân mạng bày tỏ. Chẳng có lý do gì biện hộ cho việc đi sai luật. Cứ đúng đi mà làm. Kiếm đồng tiền vất vả nhưng cũng không phải bất chấp. Lấy 10 triệu là chủ ô tô chấp nhận mua gương trời rồi đó, coi như cũng có nhân nhượng rồi. Chứ vào hãng xe, số tiền còn tốn hơn thế. Lần sau cứ thế mà chừa nhé. Nick Nam Elusubu bình luận.